Con voi già râu trắng đã xúc phạm đến thiên đế nên thiên đế sai con rồng, đầu của muôn loài rồng đến bắt voi. Xích quỷ từ trên trời giáng xuống, khóa chặt thân và chân con voi. Dù xích quỷ mạnh mẽ nhưng con voi vẫn không lay chuyển khát vọng bảo vệ vùng đất này và sẽ không bao giờ đầu hàng thiên đế. Cuối cùng, con voi thoát khỏi xiềng xích của quỷ. Con rồng quá xúc động nên mất bình tĩnh và ngay lập tức triệu hồi thanh kiếm diệt yêu. Nhưng cách đây không lâu, con voi là nàng tiên ở bên cạnh thiên hoàng và chịu trách nhiệm vận chuyển rượu hoàng gia. Khi đi qua dãy núi Nam Lĩnh, nơi đây hoang tàn và không có người ở, và thế giới lúc này giống như một luyện ngục. Đúng lúc con voi bị mê hoặc. Khi quay người lại, hắn thấy mây khói dưới chân tản đi, thấy đàn voi dũng mãnh bay lên trời, hắn cũng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để trở về thiên cung. Anh ta đi theo suốt chặng đường, nhưng vô tình bị ngã. Sau một thời gian dài, anh ta vô tình rơi vào thế giới và biến thành một con sông từ xa, anh ta tuyệt vọng và bất lực, mặc dù anh ta rất mệt mỏi. Anh chán nản đứng dậy, chỉ để thấy rằng mặt đất dưới chân chúng tôi đã trở nên khô cằn và nứt nẻ. Những thành phố thịnh vượng một thời không còn người ở, sông ngòi đã cạn kiệt và mọi sinh vật đều biến thành xương. Con voi gầm lên trời, có lẽ vì bất mãn với trời đất, hoặc có thể bày tỏ sự tiếc nuối trước sự bất hạnh của vạn vật. Đã nhiều năm không có mưa, tại sao? Con voi mệt mỏi đang cố dựa vào. Khung cảnh huyền diệu của ngọn núi đang nghỉ ngơi xuất hiện vào lúc này. Ngọn núi mà con voi chạm vào thực sự đã mọc lên những bông hoa và cây cỏ tươi tốt. Anh ta dùng mũi chạm nhẹ vào nó, những cây non xanh tươi mọc lên thành những cây cao chót vót. Anh ta trông có vẻ hoài nghi, giờ phút này, hắn rốt cục hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Anh băng qua cây mận chết bên sông, hoa rực rỡ bất ngờ mọc lên. Anh đi qua những ngôi làng tối tăm và bình minh lại đến. Những chiếc lá non và mầm lúa mì mọc lên từ những ngọn núi và đất gần đó. Anh hút nước sông bằng mũi, trải rộng khắp nơi, làm sống lại vạn vật, bầu trời mờ mịt lúc này trở nên trong xanh hài hòa. Anh không hề biết rằng mỗi lần đi qua một mảnh đất, anh sẽ tiêu hao năng lượng của chính mình. Đã kiệt sức, anh ngã gục xuống đất, chỉ còn chút sức lực cuối cùng, anh nhìn xuống sông. Dân làng thắp đèn trên sông để cầu nguyện cho đàn voi. Nhìn cảnh tượng ấm lòng này, dù con voi có sắp chết cũng xứng đáng với việc làm thiện nguyện của con voi khiến thiên hạ rung chuyển. Vì thế, cổng Nam Thiên lại mở ra. Ngay lúc con voi chuẩn bị nhắm mắt lại thì một tia sáng xuất hiện và kịp thời nhìn thấy đám mây và sương mù xung quanh. Và cơ thể hốc hác của nó ngay lập tức lấy lại màu sắc. Anh nhìn thấy cơ thể mình từ từ bay lên và bay về phía cổng Nam Thiên. Nhìn thấy ánh sáng của nhân gian tiêu tan, lúc này voi hiểu rằng chỉ cần rời đi, vùng đất màu mỡ này sẽ lại trở thành luyện ngục. Những ngọn núi, sông hồ sôi động một lần nữa biến thành sa mạc, những dòng sông chảy xiết không còn tồn tại. Anh cau mày, không biết phải làm gì. Khi mây mù nổi lên, cuối cùng anh cũng trở về Nantinamon. Suy nghĩ một lát, chỉ cần bước vào đại sảnh, hắn có thể quay về quá khứ. Nếu bạn suy nghĩ kỹ, ý nghĩa của cuộc sống là gì? Vào lúc này, anh cuối cùng cũng nhận ra rằng con voi sẽ không bao giờ đứng yên. Anh cởi bỏ chiếc đai bụng tượng trưng cho danh tính của mình và trượt xuống núi trở lại thế giới. Nhưng lúc này, thiên đế hạ lệnh sai rồng đi bắt voi, dùng xích quỷ khóa chân voi lại, khiến cho rồng nhất định phải bắt giữ. Nhìn vùng đất cằn cỗi trước mặt, từng cây cỏ, từng dân làng đều cần đến anh khi anh ở đó. Dựa vào niềm tin này, anh đã thoát khỏi xiềng xích của xiềng xích quỷ dữ. Sen Long lần này không còn tha thứ cho anh ta nữa. Ngài liền rút kiếm ra và dùng kiếm chém yêu, diệt yêu. Lúc này, thế giới dường như trở nên tối tăm, không còn ánh sáng nữa. Khi đàn voi ngã xuống, vùng đất hoang vắng trở nên sống động trở lại. Người dân đi bẻ tre để xem voi. Nhìn thấy cảnh tượng này, con voi cuối cùng cũng yên tâm rời đi, từ từ nhắm mắt lại, cơ thể dần dần hóa đá, biến thành một ngọn núi cao lớn, giống như những chiếc lá non và hoa mọc ra từ đó, rực sáng dưới ánh mặt trời. Vùng đất này đẹp nhờ nó, và theo thời gian, nó đã trở thành một thiên đường nơi hạ giới mà con người hằng khao khát. Và đây là nguồn gốc của câu chuyện về Tương Sơn, một thắng cảnh ở Quế Lâm.